Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là cây cà pháo nha mọi người. Thì chủ đề ngày hôm nay mình đặt ra đó chính là cách mà trồng cây cà pháo mà nó nhiều trái nha mọi người ha. Và ít bị sâu bệnh. Thì như ở đây á thì mình đang quay cho các bạn là một vườn cà pháo mà rất là nhiều trái luôn nè. Và ít và không không thấy nó chết nguội luôn mọi người, là ít bệnh luôn á. Thì như thế nào mà để chúng ta để trồng được cái cây cà pháo mà nó nhiều trái như thế này nha mọi người ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm ha. Đó chính là mình phải giữ được cái lượng nước nha. Cái lượng nước trên cây cà pháo có nghĩa là ngày nào mình cũng phải tưới nước đều đó. Phân thì mình vẫn vô phân nhưng mà mình phải giữ được cái lượng nước. Thì cái thời điểm này á thì là nó đang hạn hán mọi người, do là xâm nhập mặn á. Nhưng mà ở đây thì mình vẫn giữ được cái lượng nước nè, là cái lượng nước của mình nè là vẫn có nè, là của người ta bây giờ là khô cằn luôn á, nhưng mà mình vẫn giữ được cái lượng nước đấy. Lượng nước lúc trước á, là mình đã để cái lục bình ở đây nè để mình đắp vô cái giàn bưởi của mình nè, nhưng mà hôm nay là do là thời tiết là nó hạn hán á thì mình đã vớt lục bình lên đã để cho giữ lại cái lượng nước để mình tưới cho cái cây cà pháo này nè, để cho nó vẫn giữ cái lượng trái. Chứ thời điểm này á, thì nhiều bạn trồng cà pháo á, thì do là hụt nước á, nên trái nó cũng không có đạt nữa. Nhưng mà vườn cà pháo mình trái rất là nhiều mọi người ha. Thì mình đang quay cho các bạn cùng xem nè. Thì cái cách trồng mà để làm sao mà cho nó trái sai mà nhiều và ít bệnh á, đó là các bạn là phải trồng là cái khoảng cách. Đây là cái khoảng cách gốc của cái cây cà pháo mọi người ha. Đây là từ từ cái cây này nè là tới cái cây này là một đoạn khoảng là một khúc luôn á, là hai hai ba gang tay luôn á. Thì như vậy thì nó không có bị là dịch bệnh nhiều ha. Và các bạn phải nhớ là mần cỏ sạch. Ở đây mà mình cũng chưa có mần cỏ tới nữa nè, nhưng mà nay mai thì mình sẽ mần cỏ tới. Thì khi mà bạn mần cỏ sạch như vậy á thì nó sẽ không có bị sâu nhiều, chứ ở trên cây cà pháo này nó sâu rất là nhiều nha. Thì các bạn mà khi mà các bạn đã mần cỏ sạch rồi đó thì các bạn phải là bón phân vô. Phân ở đây á thì mình dùng phân nó đơn giản lắm, đó chính là 20 15 thôi. Chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà cái cây nào mà nó giọt quá thì mình sẽ dùng là kali để mình dặn nó lại. Nếu mà nó vượt quá thì cái cây cà pháo thì nó ăn là tầm khoảng, nếu mà các bạn chăm sóc kỹ á là khoảng tầm 1 năm nha, là nó ăn lâu như vậy luôn á. Nếu mà các bạn mà có kỹ thuật cao nữa thì có thể là hơn luôn á. Kỹ thuật cao là sao các bạn? Là khi là nó già rồi cái mình tỉa bớt mình dục và mình tưới nước đều vô là nó cây con nó sẽ lên nha. Đây mình coi cái vườn cà pháo của mình nè, trái rất là dữ luôn á. Trái này là còn nhỏ nha mọi người ha, thì chưa có bự nữa, mình chưa có hái kịp nữa đó. Mình quay cho các bạn xem, mình cố gắng là quay cho nó không rung luôn nè. Đấy, mà thấy trái nha. Thì cây cà pháo này thường thường là người ta dùng để làm mắm tôm mọi người. Ngâm chua ngọt. Mình các bạn xem từ xa mình nè, mình phóng bự lên cho các bạn xem luôn nè. Đó. Nó trắng cả cái khu vườn của mình luôn á. Thì ở đây là mình trồng xen canh giữa cây bưởi và cây cà pháo nhau nha mọi người ha. Thì mình xịt sau cây cà pháo rồi mình sẵn mình xịt luôn cái cây bưởi. Thì do đó là cái cây bưởi của mình cũng không có tốn cái tiền phân nhiều nữa. Đó là một công là đôi chuyện luôn á. Thì hôm nay mình làm một cái chủ đề về cây cà pháo, mình muốn chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. Thì trồng cây cà pháo này thì một tuần á, là khoảng là 6 ngày á là các bạn có thể là hái được nha. Nhưng 4 ngày thì các bạn cũng hái được. Nhưng mà 4 ngày thì các bạn hái nó cái năng suất nó không có cao. Thì mình chỉ hái những trái bự thôi, trái nhỏ mình để lại. Đây cây cà pháo mình trái nè mọi người. Những ví dụ như những trái vàng vàng như vậy nè, mình nên chúng ta hay lên hái hái bỏ hết nha. Nè. Hái bỏ hết. Nó suy cây. Còn những trái nào mà vàng thiệt là tốt quá thì chúng ta hái, chúng ta để dành để giống. Thì mình cũng đã có chia sẻ một số video nói về cây cà pháo á, thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái kỹ thuật á thì các bạn có thể vào những cái video đó xem nha. Đây mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem nè. Thì ở như đây á, là mình hái được có thể là trên 100 kg luôn á, chỉ là một khoảng ngắn thôi mọi người. Nè đây
quay từ từ cho các bạn xem là nó đó. Thì mình trồng đây là cây cà pháo bông tím nha, là nó đạt hiệu quả cao nhất nha. Còn các bạn mà trồng cái loại mà cà pháo mà bông trắng thì nó không có bằng đâu, nó không có đạt đâu. Trái bông tím nhưng mà là trái trắng. Còn các bạn mà trồng cái loại mà trái nó tím luôn là dở cực kỳ luôn nha, lái nó không có mua đâu nha. Không phải không mua mà mua giá rất là rẻ nha. Thì cây cà pháo này của mình là cũng ăn trên được là 6-7 tháng mọi người. Mà các bạn thấy không, trái cũng rất là dữ luôn á. Thời điểm này là thời điểm nó hạn hán đó. Thì mà mình vẫn giữ được là do mình giữ được cái lượng nước, mình trữ được cái lượng nước mọi người. Đây thì mọi người xem nha. Thì mà các bạn nào muốn hỏi về kinh nghiệm về trồng cây cà pháo thì các bạn có thể comment bên dưới nha. Và mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. Thì chúc các bạn trồng thành công nha. Chào tạm biệt các bạn.